ngày 7 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài tại Luxury Business Club ở địa chỉ số 446-448 đường Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7. Người làm chủ và trực tiếp điều hành hoạt động của club này là Sun Tae Hyun, sinh năm 1976, quốc tịch Hàn Quốc. Khách đến sẽ được chào mời các hoạt động như múa sexy, sẵn sàng cho nữ tiếp viên đi tới bến. Bên cạnh đó, quản lý còn chào mời nhiều combo như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ với giá cả hợp lý, được đảm bảo không bị công an kiểm tra. Nhằm đối phó lực lượng chức năng theo dõi, các đối tượng chỉ tiếp khách nước ngoài là Hàn Quốc, có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh vào cơ sở để ăn uống mua dâm. Ngày 3 tháng 10, phòng PC02 phối hợp với công an quận 7 kiểm tra hành chính club trên và thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến việc nơi này móc nối với Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm với giá 3,8 triệu đồng một khách một đêm. Đến nay, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Sun Tae Hyun về hành vi chứa mại dâm và tạm giữ Kim Da Jip, Yoon Yong Han, Ji Yo Han, Yoo Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi môi giới mại dâm.